Vâng, xin chào tất cả mọi người, mình là Hưng đây. Mình là Vân đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Em cầm đấy. Đấy, đây là vải thiều các bạn nhé. Đấy, mùa này là mùa vải cho nên là nó khá là rẻ. Có 5.000 một cân thôi các bạn ạ. Thì nó thật sự các bạn là vải trên mình nó không phải là vải lục ngạn. Mình ở Bắc Giang mà. Vải lục ngạn này nó ngon, nó to lắm các bạn ạ. Đây mình là vải thiều bình thường thôi, chứ không phải vải lục ngạn đâu các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ có thử thách là người yêu mình sẽ ăn, mình với lại người yêu của mình thử thách là ăn 3 cân vải các bạn nhé. Ai là người ăn nhiều nhất, nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Người thua sẽ phải chui háng qua người thắng các bạn nhé. Đấy, chui háng này, các bạn nhìn được. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chui háng các bạn nhé. Đấy, chui háng các bạn nhé. Ok. Thì nói thật sự các bạn là vải này ấy, nó ăn ngon lắm các bạn ạ. Vải trên mình nó khá là ngon, có 5.000 một cân thôi các bạn nhá. Để hai túm hay là mỗi túm 3 cân các bạn ạ. Thực sự là nói thật sự các bạn là năm nay là được mùa vải cho nên là nó khá là rẻ các bạn ạ. Có 5.000 cân thôi mà nói thật sự các bạn là từ đầu mùa tới giờ là chưa được bữa nào ăn đãi này các bạn ạ. Em thích không? Sợ lắm đó. Ăn xong mọc đầy bụng liền chết. Sướng bỏ mẹ lại gần đây mụn. Sướng. Các bạn nhìn chưa? Đấy, ngon lắm các bạn ạ. Không biết anh em ở đây có được ăn vải mà đầu vải nhiều chưa? Chứ mình đây là bữa có thể nói là bữa đã nhất của mình các bạn. Ăn xong mai nổ đầy mụn lên. Thật sự các bạn là nếu mà ăn hết cái đống này thì chắc là cũng say đây các bạn ạ. Anh em ăn no cơm xong anh em mới được ăn vải nhá. Chứ đang đói mà ăn vải là nó say đấy. Ở trên mình có nhiều trường hợp là đi gặp các cụ của các bạn ạ. Đấy, trẻ con đấy. Cho nên là những bạn nào trẻ nhỏ thì ăn ít thôi, không ăn nhiều như bọn mình nhá. Đấy, ok. Thì các bạn thấy clip này hay thì like và chia sẻ với cho mình. Và đừng quên đăng ký kênh nhỏ của mình nhá. Đấy, đạt được 100 view subscribe thì mình tặng cho mỗi người một cân vải. Đấy, mình trêu thôi. Đấy, ship cho mỗi người một quả thôi, chứ mỗi người một cân thì chắc là cả Bắc Giang mình không đủ cân tất cả các bạn. Đấy, các bạn nhá. Đấy, trước tiên là mình sẽ mời tất cả mọi người ăn vải nhá. Em có mời mọi người ăn vải không? Mời tất cả anh em, 60.000 anh em ăn vải nhá. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chơi luôn các bạn nhá. Đấy, em ăn túm này, còn anh sẽ ăn túm này. Đấy. Túm em là nhiều quả hơn anh ấy. Đấy, đổi đi. Em thích công bằng nào được. Rồi. Thì ăn trong vòng 6 phút thôi các bạn ạ. Thôi. Chơi giới hạn là 6 phút thôi. Chứ còn mà cứ ăn liên miên đến cả ngày không hết. Ok. 6 phút các bạn nhá. Đấy. Ok, bắt đầu tính từ bây giờ các bạn nhá. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Bỏ vào mồm không là sẽ bóc hết quả lúc nhau. Ngon lắm các bạn ạ. Đấy, mời tất cả mọi người ăn vải nhá. Thật sự là quá là ngon các bạn. Đừng bóc nhanh nhá. Không được sâu đầu quả nào nhé. Nhưng vải này có tốt hay không? Thật sự là rất là ngon các bạn. Ngon lắm các bạn. Ngọt không chua đúng không? À, sự là rất là ngon các bạn. Ngon quá
lâu ăn rồi chứ còn các bạn. Bây giờ nó làm bánh muộn xong sau đầu rồi. Điều bài sớm này sau đầu thôi. Em sợ không hút. Sau một hồi ăn các bạn ạ, mình không thể nào ăn ngứa các bạn ạ. Nói chung là người yêu mình nó ăn được nhiều hơn mình. Đấy, các bạn ạ. Thật sự là mình đấy. Thế làm sao? Ừ. Nó phải là người cực trắng lắm rồi. Thật sự các bạn ạ, vải không nên ăn nhiều các bạn ạ. Ăn nhiều là nó say. Mình cảm giác là cảm giác tức bụng rồi các bạn. Thôi lần này chắc là mình phải xui hàng con người yêu mình rồi. Cố lên em. Cố lên. Nhớ á. Vải ăn thực sự là rất
ngọt các bạn ạ. Nó thực sự nó rất ngọt. Đây là mình thích nhìn nhanh chán, mình không ăn ngọt mà lắm các bạn ạ. Nó ngọt quá nên là mình cảm giác nó chán. Nhưng mà ăn nhiều không tốt không? Nhiều cũng muốn ăn. Em còn đang ngán ngọt lắm này. Nhưng mà vẫn là ăn cho thẳng hơn. Tôi cùng góc các bạn. Vải nó lóng ra, nó tức, nó say, nó kiểu nó cồn cào các bạn. Thế đây là mình chịu thua rồi các bạn. Không ăn được. Đấy. Chua cay thì mình có thể ăn được, còn ngọt quá mình không ăn được. Thực sự là các bạn, mình thua các bạn. Mình chịu thua. Mày có. Mày có mà. Em nói thật, chứ bảo ăn đúng này trong vòng 6 phút thì không ăn được. Đấy, 6 phút không thể ăn được các bạn nhé. Chẳng qua mình cứ nói vậy cho ăn nhanh thôi. Nhưng mà 6 phút không thể ăn được. Đấy, tóm lại là các bạn ạ, mình thua, hôm nay mình sẽ chui háng người yêu mình. Mày có lên háng đấy? Em lên háng không? Ủa? Đang đi. Cũng đang cười háng các bạn ạ. Nó mà rớt vào mồm thôi. Bãi cả vào mồm. Làm gì rớt vào mồm được. Thôi nên đứng dậy, đứng dậy để chui háng, để đi vào vệ sinh đấy. Thật sự là các bạn ở giờ mình nhìn thấy vải mình đã thấy chán rồi. Chán nghỉ vô 5.000 một cân thôi. Nhưng mà cảm giác mình thấy chán các bạn. Chui đi anh, đắn đo gì nữa. Cười gì? Em ăn đến nơi cũng một lần lo cắn. Không được nhìn nhá, không được ngớt lên trên nha. Ngớt nữa đập chết. Mày điên à, kẹp mê đấy. Chui nhanh lên. Rút qua được cái đầu. Mất mắt tôi. Tóm lại là không nên ăn vải nhiều. Các bạn ạ, vải nó rất là ngọt. Nhưng mà thực sự là không ăn nhiều mà. Cho nên là mình khuyên tất cả các bạn nhỏ là không nên ăn nhiều vải nhá. Không ăn vừa vải thôi. Đấy, chỉ mình bình ăn được nhiều đấy là thành công. Chỉ mình bình ăn được nhiều mà mình suy kháng. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.